chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app, tại tiệm McDonald's có tham gia. Morning. Ngọc Lan Hoàng Sơ Thủy trở lại với tất cả quý khán giả với cà phê sáng vào sáng đầu ngày thứ hai hôm nay gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Được biết là Ngọc Lan đã trải qua vài đêm ở trong bệnh viện, một điều mà không ai muốn xảy ra cả. Nhưng mà đối với những gia đình có những người già cần phải chăm sóc thì điều đó đã xảy ra. Nhưng mà nhân câu hỏi này để mình thấy được uh, tại những bệnh viện ở cùng một khu vực, quận Cam tới Los Angeles cũng gần thôi, không có xa lắm nhưng mà phương cách điều trị rồi sự hỗ trợ rồi cái sự khang trang của các bệnh viện cũng khác nhau nhưng mà đầu tiên thì muốn chúc mừng cho muốn chúc cho ông cụ mau khỏe và được tin là ông cụ đã được, được bác sĩ cho phép về nhà trở lại dạ, cảm ơn Thủy <laughs> à, không phải là Ngọc Lan Ngọc Lan không nhìn Ngọc Lan thì không phải là người bị bệnh <laughs> Dạ người nhà à, thì vô bệnh viện mình vô trong thời gian sau dịch mới biết là cái tình trạng là uh, vô tại sao mà cũng có cái chuyện trong bệnh viện mà có những người phải nằm ngoài hành lang đó. mình nghe tưởng đó. như là ở Việt Nam cái lúc mà Ngọc Lan viết cái đó lên đó nhiều bạn nói Ủa Ngọc Lan đang ở đâu tưởng ở Việt Nam <laughs> còn hỏi như vậy thì đó. những cái cái chiếc cái, cái cái mình cứ gọi là cái giường cái cái băng ca đặt ngoài hành lang là wow. tình trạng không phải là không có phòng không mà là bởi vì thiếu y tá. Uh, mà không chỉ bệnh viện Fountain Valley nhưng ừ. mà khi viết lên như vậy có những bạn là y tá làm việc ở những bệnh viện khác đều nói là từ sau dịch đến bây giờ tình trạng thiếu y tá, y tá rất y tá, là nhiều. Uh, ngay cả y tá trưởng cũng phải đi chăm sóc bệnh nhân nữa chứ không phải là người đứng điều phối công việc không. Uh, đó là lý do mà tại sao uh, uh, quý vị vào trong bệnh viện sẽ thấy có trường hợp là nhiều bệnh nhân còn ờ. ở dưới phòng cấp cứu ừ. mà để nằm băng ca như vậy là lý do là ở trên khi không có đủ y tá để mà chăm sóc uh, rồi. Uh, À, cũng như anh Thủy nói so sánh cái cái khung cảnh hay là cái điều kiện ở bệnh viện này bệnh viện khác yeah. thì thật sự um, nếu như nhớ là mười mấy năm trước gần hai mươi năm trước mình sang thì bước vào Fountain Valley là mình thấy nó khác nhưng mà bây giờ trời thì em qua nhiều người chê bệnh viện Fountain Valley yeah. quá à. luôn thì cũng thấy rằng là thật sự là cần phải có một cái sự thay, thay đổi, đổi tại vì mm -hmm. nhìn vô có vô Kaiser Ngọc Lan vô rồi mới thấy nó khác từ cái lớp đi Đấy, từ cái chỗ dạ. gì đó khác còn bệnh viện ở đây thì Fortune Valley gần gũi với lại người Việt Nam. Đó, vô với đó được một cái là nhiều người Việt mà không có nói được tiếng Anh á thì bác sĩ Việt Nam có đúng y rồi. tá Việt Nam có nhiều thành ra giúp họ đỡ hơn là đi những cái khu vực khác nhưng mà bù lại á thì có vẻ là nhiều cái cần phải thay đổi. Cái khó khăn ở đây là bởi vì bệnh viện lúc nào cũng có bệnh nhân mình. Mà... Chật như thế cả cái việc mà thay đổi đó khó lắm, phải ngừng các khoa lại để mà nếu mà có xây cái mình làm cho đẹp thôi, nội sơn một cái nơi nào đó thôi cũng biết bao nhiêu cái nhiều khê tôi nghĩ đó là cái vấn đề mà trở ngại. Cho nên tôi vào đây thăm bệnh nhiều lần rồi thì thấy cái sự khác biệt quá lớn khi cũng vào hôm trước cuối tuần chúng tôi ừ. hôm thứ năm vừa rồi cũng vào bệnh viện Kaiser Permanente trên xa lộ 10 với 605. À, có một à, bà cô ở vào, vào đây và đến mình mới thấy Wow cái bệnh viện mà tại sao một công viên nước ở bên ngoài rồi kế bên công viên nước là một công viên cỏ xanh rồi hệ thống đậu xe tuyệt vời luôn cả một cái bãi đậu xe bên kia mà bọc theo bệnh viện cho nên ngọc lan đậu chỗ nào đi vô bệnh viện cũng gần hết chứ không phải là đậu xa đậu gần mà mấy tầng để đậu xe luôn cho nên chúng tôi vào vừa vào là có chỗ đậu xe từ chỗ đậu xe đi thẳng vào trong bệnh viện có chừng vài chục bước thôi mà trước khi vào bệnh viện đi qua một cái công viên nước rồi dọc theo cái đường trước bệnh viện đó là buổi trưa mà họ cho phép người ta bán thức ăn trưa ở ngoài cái cái cảm giác nó hay lắm thưa quý vị chúng tôi lên trên phòng thăm bệnh xong thấy cái sự buồn bã của bệnh viện mà nhưng mà không có thấy người ta xếp hàng ở ngoài đi đâu đó sạch sẽ đầy đủ hết từ uh, trong phòng bệnh bước ra ngoài thì vừa mở cửa ra một cái là nghe tiếng nhạc rồi thấy người mua ăn uống y tá họ sẵn tiện đó họ vào họ ăn uống rồi có cả gian hàng bán trái cây tươi bán nước trái cây đồ ăn thức uống chưa bao giờ tôi thấy một cái bệnh viện mà cho phép giống như cái chợ ở bên ngoài bệnh viện và chúng tôi nghĩ cái mục tiêu của họ đó là muốn cho thấy là những người mà xuất viện đó, hoặc là những người mà vào ra vào họ mới cảm thấy ô cái chỗ này là cái chỗ mà nó rất gần với đời thường mà mình không phải cho các y tá phải lái xe ra ngoài để yeah. ăn uống cả hai cái thế giới hai phương trời khác biệt luôn nữa mặc dù fan valley nó rất là gần với fan valley rồi westminster và khổ đa phần là vì trong trường hợp khẩn cấp ai cũng muốn đưa đến bệnh viện gần nhất Yeah, nhưng, mà, gần nhất. nhưng mà qua đó mới thấy là cái khó khăn là sau đó mới biết được uh, chật chội rồi đủ thứ yeah. um, vấn đề ờ được như Ngọc lan nói đó uh, người việt nam mình ở đây đông thành yeah. ra là bệnh viện nhân viên dễ thương bác sĩ đều, đều ok chỉ có đều là bây giờ so nhiều bệnh viện mới thành Đúng. ra nhìn nó cũ quá yeah. <laughs> nhìn nó cũ nhưng mà cái điều kiện không có gì thiếu. sai trái yeah. với cái việc chăm sóc của phan yeah, yeah. lại với ừ. các bệnh viện khác cả ừ. nhưng mà cái khổ ở đây đó phan valley nó cũ quá lâu đời quá rồi mà làm sao để mà tái cấu trúc kiến thiết làm sao cho nó đẹp nó tốt hơn thì đó là một cái nhiều khê của các uh, dạ, ban giám đốc họ cũng muốn lắm tôi nghĩ như vậy chứ không phải không nhưng mà bệnh nhân quá nhiều như vậy ngăn lại một chỗ để sơn một cái phòng thôi hoặc là thấy cửa làm chúng tôi thấy cũng khó khăn nữa ngọc lan quá 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 đông à, nhân nói đến uh, trường hợp này thì ở tại mississippi ngày hôm nay tiếp tục và những cái tin tức liên quan để cho thấy rằng cái thiên tai khi ta tới đó không ai có thể ngờ được cái khu vực này mặc dù là bão cũng kéo tới nhưng mà cái chuyện mà lốc xoáy đó ít khi nào người ta nghe thấy lắm à, đây là cái khu vực mang tên là Rolling Fork ở Mississippi một tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ thì quý vị vâng Mississippi nghe nói tới Mặc dù tiểu bang này nếu bình thường ở những tiểu bang khác mà có cái sinh thái tương tự chắc có lẽ khá hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng nghe lịch sử của Mississippi đó, cái thời kỳ nô lệ, kỳ thị chủng tộc thì ở tại đây đã đa số những người nghèo, những người gốc phi châu họ sống và một phần nữa vấn đề mà lãnh đạo của tiểu bang nhiều khó khăn lắm. Cho nên đó là lý do, chưa kể là vấn đề thiên tai. Cho nên vào hôm thứ sáu vừa qua đã xảy ra một trận lốc xoáy mà khi mà quý vị nghe thấy nó khủng khiếp. Một, giống như một cái làng nhỏ vậy, có hai ngàn người thôi. Mà thì vì đất thì rộng, cho nên chúng ta thấy đó cái khu vực nhà cửa nó cũng nhiều đất đai lắm. Nhưng mà quý vị tưởng tượng một cái trận lốc xoáy mà với cái vận tốc gió trên 200 dặm một giờ mà nó diện tích thật là lớn, nó đi ngang qua và lóc xoáy, quý vị biết nó đi cũng chậm lắm, ha, từ 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 đi tới đâu nó cuốn nhà người ta tới đó, ừ. thì tất cả toàn bộ cái khu vực Rolling Fork hai ngàn dân này không còn một căn nhà nào đứng yên, hết. có cái tòa nhà lớn lớn tôi thấy nó dường như là cái khu vực <laughs> um, còn còn vững thôi, còn <laughs> tất cả là thiệt hại nặng nề. À, Tổng thống Joe Biden vào hôm à, qua đó à, trước cái tình hình này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho cái khu vực Rolling Fork mà không những ở Rolling Fork mà nó còn sang tới à, Alabama nữa. À, đây là bản đồ và như chúng tôi đã thưa đó nếu bình thường cái khu vực này nằm trong một tiểu bang thí dụ như ở California, quý vị tưởng tượng họ có cái dòng sông Mississippi đó, nó giống như dòng sông cửu long của chúng ta vậy đó ngọc đăng. Là nó dài từ bên phía lào cambodia nó chạy sang và đây là cái dòng sông mississippi nó chạy ra tới biển luôn và họ cái khu vực delta này bình thường thì nếu mà ở tiểu bang giàu có họ có thể phát triển du lịch mọi thứ nhưng mà riêng với tiểu bang này cho dù chính quyền có cố gắng đi chăng nữa cũng gặp vô vàn khó khăn và đó là lý do cái khu vực này gặp nhiều trở ngại nằm ph trên phía bắc của Jackson đây uh, Mississippi uh, rolling uh, fork nằm ở đây và không những thế bão rồi lốc xoáy nó còn kéo sang tới uh, Alabama phía bên bên này thưa quý vị nó đẩy sang ở đây và uh, số người chết sáng nay họ nói vẫn còn nằm ở mức khoảng 25 và có thể sẽ tăng hơn nữa trong những ngày tới với tình trạng khẩn cấp này thì chính quyền liên bang sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. Nhưng mà ngày hôm nay cái tội nghiệp nhất là những người lớn họ nói rằng làm thế nào để giúp cho mấy đứa nhỏ. Bởi vì 25 người chết trong đó còn còn mấy đứa nhỏ mồ côi đó. Mà chúng sáng nay không biết thức dậy đó có được cái gì ăn hay không. Bởi vì đường phố xa xôi hẻo lánh cho nên cái việc mà cứu trợ chúng tôi nghĩ vào sáng ngày hôm nay có đầy đủ rồi vấn đề chính là mấy đứa nhỏ này không còn đi học được nữa bây giờ chúng phải đi đâu và ai sẽ hỗ trợ cho các gia đình này trong thời gian tới thì đó là cái vấn đề quan tâm lớn nhất cho cái khu vực vừa nghèo mà đã vậy còn gặp cái trận này biến mất hết tất cả chỉ trong vòng một tích tắc mà thôi chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý với cà phê sáng ngay phần quảng cáo. chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 Happy Chu Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app, tại tiệm McDonald's có tham gia. Gửi đến quý vị, phần quảng cáo, châu văn đề cập đến tình trạng khẩn cấp ban bố cho tiểu bang Mississippi ngày hôm nay, đặc biệt là cái khu vực mà có cơn lốc xoáy chạy thổi qua đó, à, số người chết là 25 và có thể còn nhiều hơn nữa, và trong số này có những trẻ em hiện nay đang được kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp. Thậm chí sáng nay có người lên thông báo đó, họ nói là uh, ngay cả món quà mà đồ chơi cho các em không thôi, họ muốn uh, các em nhìn thấy có món đồ chơi vào thời điểm này trong lúc các em được nghỉ spring break, thì ít nhất uh, con nít mà thưa quý vị nó thấy có đồ chơi thì nó, uh, họ chỉ muốn nhìn thấy cái đôi mắt nó sáng ngời trở lại với cái tình trạng này uh, không còn nước mắt nữa bởi vì thấy, thấy ghê quá, bởi quý vị tưởng tượng cá nhân người lớn mà nhìn thấy họ không có biết trốn ở đâu, cái là có những người họ phải chui xuống, có những cái khu vực mà ôm cái bồn cầu, đó là những cái, cái câu chuyện đã đã xảy ra à, và vì vậy đến ngày hôm nay tất cả toàn bộ những cái cư dân mà không có nhà đó họ đang được di chuyển sang một cái khu tạm trú rồi từ từ chính phủ mới hỗ trợ thì nhờ cái sự tài trợ của chính quyền liên bang đó họ mới có thể tái thiết dần dần mà cũng không biết được có tái thiết được cái khu vực này bởi vì một lần nữa Mississippi là tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ cũng là tiểu bang mà có số người bệnh nhân bệnh tiểu đường cao máu cao nhất bởi vì vấn đề à, giáo dục à, rồi vấn đề mà không có kiểm soát được cái sự gọi là tiêu xài vòi rồi, rồi à, tiêu thụ của những người ở đây họ nói đa phần là những người gốc Phi Châu đó nha yeah, đây là những người mà khi mà dính tới bệnh tiểu đường với tim mạch là nặng nề nhất cho nên là càng khó khăn hơn nữa cho chính phủ để giải quyết không biết là người Việt Nam mình sống ở tiểu bang à, Mississippi nhiều không? Yeah, Louisiana thì nhiều hơn. Yeah, Louisiana Chứ còn Mississippi thì nghe, tôi không nghĩ Mississippi, đâu. Thành ra khi yeah. nghe nó nó hơi có vẻ gì nó xa xa. Cứ nhớ là đọc những cái câu chuyện mà viết về nước Mỹ và cái thời lâu rồi Tuyền là nhắc hồng. đến Mississippi yeah. Kỳ nhiều. Kỳ thị trung yeah. tộc là từ Mississippi. À, nếu như ở Mississippi là thiên tai thì ở Pennsylvania một yeah. nhà máy uh, sản xuất sô cô la cũng bị bất ngờ bị nổ khiến cho rất là nhiều người chết và bị thương thì ngày hôm chủ nhật đó người ta đã thông báo là người ta đã tìm được 7 xác của những người đã thiệt mạng và yeah, lên đến 7 bị rồi nổ bị nổ, nổ trong cái vụ mà cái cái nhà máy sản xuất ừ. kẹo sô cô la RM Palmer Company. Uh, cái vụ nổ này thì nó xảy ra vào chiều ngày thứ sáu cái lúc mà công nhân còn đang làm việc đến bây giờ thì người ta thật sự chưa có biết là lý do tại sao mà nó bị nổ nữa cũng như là tên của bảy nạn nhân đến chiều ngày hôm qua chủ nhật đó thì cảnh sát ở đây người ta nói rằng là họ sẽ không có công bố cho đến khi nào mà gia đình họ những cái người đó đó họ nhận diện được uh, những cái thân nhân này thì lúc đó họ mới công bố cho biết cho nên đến giờ vẫn chưa biết là có bao nhiêu uh, đàn ông hay bao nhiêu phụ nữ đã thiệt mạng nhưng mà nói ra đây là một cái tai nạn quá là khủng khiếp đối với lại cái khu vực này. Bởi vì đây là thiên tai rồi ừ. những cái tai nạn bất ngờ cho nên là ở trong cái đời sống nó vô thường quá. Đâu có ngờ đi làm, đi làm xong rồi không về luôn. Giống như hôm uh, tuần qua đó À, cái hôm một mà nghỉ hôm thứ sáu á, có một tai nạn mà một người phụ nữ à, lách rồi bị um, xe khác ủi bả bay vào trong cái bức tường chắn một cái tường chắn người ta đã chắn tường rồi sáu công nhân đang làm việc ở đây cái xe nó bay vào nó cán nó đè vừa đè lên đầu của những công nhân rồi nó cán chết hết chỉ có sáu anh công nhân làm việc ở đây trong lúc sửa chữa cái đoạn giữa của cái xa lộ thôi. Ừ. Một chiếc xe bay vào Mà chưa bao giờ tôi thấy chết một lúc xấu công nhân đang làm việc. Quá và, là và chưa là hết thôi quý vị, khiếp. cũng vào hôm cuối tuần trên một xa lộ và nó vắng toàn là những cái chuyện xảy ra tai nạn mà chết tại sao chết khủng khiếp như thế. Ở tại Tennessee, đây là cái khu vực mang tên là Pleasant View. Và quý vị nhìn thấy cái con đường này. Nó vắng như thế đó chỉ có hai chiếc xe chạy thôi không biết là có xe chạy ngược đường hay là người tài xế ngủ gục bởi vì trước đó chúng ta cũng nhớ là hôm cuối tuần vừa qua đó cũng đã có một cái tai nạn mà một thằng bé nó 16 tuổi mình có kể lại trong cà phê sáng đó yeah. nó ngủ gục nó lạc tay lái nó ủi xe vào gốc cây trong trường hợp này thì cảnh sát đang điều tra và hôm nay có thể họ sẽ ra thông báo cho biết bởi vì cái người mà có cái va chạm với chiếc xe này đã ở lại và hợp tác với cảnh sát thì có cái vụ va chạm nhưng mà cái người tài xế chiếc xe kia có một mình à không hề hấn gì cả nhưng mà chiếc xe bên này mới là khủng khiếp thưa quý vị. À, cảnh sát cho biết trên xe có 8 người. Hai người lớn có thể là bố mẹ ngồi ở phía trước. Phía sau sáu đứa nhỏ cảnh sát trong bản tin đầu ừ. tiên thì họ không có tiết lộ cái mối quan hệ giữa tám người này nhưng mà cảnh sát cho biết cả sáu đứa nhỏ nó chết hết chết hết sáu đứa ừ. và trong cái bản tin này nói là có thể là mấy đứa nhỏ này nó không được mang xích beo. cho nên theo lời cảnh sát đó cái cảnh tượng khủng khiếp khi mà cảnh sát tới hiện trường đầu tiên đó, là sáu đứa nhỏ này nó bị bắn ra bên ngoài tức là họ tìm thấy xác của mấy đứa nhỏ ừ. nằm ở trên đường trên bãi cỏ, năm đứa là tuổi từ 1 tới với 18. Trong đó có một đứa trẻ mới có khoảng một tuổi thôi. Còn mấy người chị, mấy người anh của nó. Nhưng mà bản tin nói rằng dường như là tất cả sáu đứa là con gái hết. Thì tôi nghĩ rằng có thể là có mấy đứa kia là bạn của mấy đứa con trong nhà. Đứa lớn nhất là 18 tuổi. Cái người tài xế chiếc xe đó không biết là có phải gây tai nạn hay là hai chiếc xe đi ngược chiều rồi có thể ngủ gục hay là vấn đề gì đó lách cho nên um, lạc tay lái cho nên chiếc xe với tốc độ cao đoạn xa lộ này thưa quý vị cho nên nó vắng vẻ cho nên chạy với tốc độ cao chiếc xe đã lật nhiều vòng và họ nói cái chuyện lật nhiều vòng đó đã bắn mấy đứa nhỏ này nó ra khỏi xe mà nó chết ừ. dọc trên cái con đường luôn À, bố mẹ đó thì bản tin nói rằng người mẹ trong tình trạng nguy kịch có thể là ông bố cầm tay lái trong khi đó ông bố thì uh, được xuất viện ngày hôm nay nên là cũng bị thương nhưng mà không đến nỗi chỉ có mấy đứa nhỏ có thể ngồi phía sau mà không được xếp bèo cho nên quá. chết mà chết mà à, chúng tôi đang chờ đợi để cái cái nguồn tin của cảnh sát xác nhận là tất cả mấy đứa nhỏ này có phải là con của hai người em như một tin này cho nó lạc quan hơn Nó vui hơn một tí Đó là người ta nói rằng là Đừng bao giờ bỏ mất hy vọng à, Liên quan đến chuyện là một người đàn ông này Một thanh niên à, Sinh viên nhưng mà 27 tuổi rồi Ở Arkansas Anh bị mất tích từ tháng 10 của năm 2021 à, Gia đình tự nhiên ngày hôm đó là ngày anh đi thi Giống như một cái trận bóng Của đại diện cho cái trường đại học Arkansas Để anh đi thi ừ. Thì đến giờ mà thay vì xuất hiện á Tự nhiên tao không thấy anh đâu hết. Không thấy anh đâu hết. Đi tìm thì thấy cái điện thoại, cái ví đều của anh bỏ lại đó. Mà anh biến mất tiêu. Ừ. Biến mất tiêu. Anh này là Harley McCourt. Anh biến mất tiêu. Thế là mọi người nhốn nháo đi tìm. Gia đình đi tìm từ tháng 10 của năm 2021. Người ta đăng tên anh lên khắp nơi hết để tìm. Cho đến hôm 11 tháng 3 vừa rồi. Tức là năm 2023. Thì gia đình nhận được cảnh sát từ ở bên Texas. Nói rằng là họ có thấy trận xếp xe của anh này có thấy cái anh này ừ. thế là gia đình bà mẹ cô em gái được mới bay từ bên arkansas bay qua bên texas ở vùng Galveston đó cái vùng mà người việt yeah. mình đánh cá ừ. nhiều đó đến đó thì cảnh sát nói là có mấy bữa trước có chặn anh ta lại bởi vì anh ta chạy xe quá tốc độ ờ nhưng mà rồi tại vì không có lý do gì mà cảnh sát phải phải giam giữ ừ, anh ta hết á cho nên ừ. thả anh ta đi rồi mà không biết giờ anh ta biết đi đâu phạt thôi, yeah. thì thế là gia đình lại ô oh, nhưng mà ít biết ít nhất là anh ta đã xuất hiện ở cái khu vực Texas này thế là gia đình đi tìm nữa nhưng mà rồi họ cũng mệt mỏi cái họ đi ra cái ngoài bãi biển trong lúc họ đi lượm mấy cái con sò ở ngoài bãi biển á để giống như cho nó mệt ừ. nó nó relax tự nhiên cái cô em gái nghe có người kêu tên của cổ cô, cô wow. nhìn lên thấy ông anh mình thấy cái người mà mình đang đi tìm cũng mang kính rồi Nhưng mà còn mang khẩu trang nữa Tại vì so mất yeah. mất tích năm 2021 Là lúc đó còn mang khẩu trang Nó cùng mang khẩu trang rồi đàng hoàng kêu tên Có nghĩa là bà mẹ và cô em gái sững sờ luôn Thì họ rất là mừng Anh này anh nhận ra hết mọi người ở trong gia đình Thì thế là họ gặp lại nhau Xong rồi tổ chức sinh nhật Cho anh đó là miss cái sinh nhật 26 tuổi, 27 tuổi Nhưng mà đến bây giờ đó Người ta cảnh sát vẫn đang điều tra xem Lý do tại sao yeah. mất tích anh, anh cũng không nhớ Tôi tại cũng sao nữa Tôi cũng muốn biết Đến bây Mình giờ Mình tiếp tục đi Cái Mình đầu anh cũng không biết Không biết là tại sao hết Sao sống ừ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi Bản tin rất lạ này Ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app. Tại tiệm McDonald's có tham gia. cái vụ mất tích kỳ lạ đến giờ phút này chúng tôi vẫn không hiểu nhưng mà cũng đọc qua cái bản tin khi Ngọc Lan kể đó thì cái anh chàng McCord, Holly McCord 27 tuổi đây mất tích và từ Arkansas nhà thì ở Texas sang Arkansas rồi mất tích và mới đây mới tìm thấy thì trong thời gian đó như Ngọc Lan tường trình đó Anh không nhớ cái gì hết thì cái câu hỏi đặt ra là đúng vào cái ngày mà 2021 lẽ ra anh ra anh thi đấu trong các đội tuyển giữa các trường học với nhau đó tất cả điện thoại bóp ví à, tư trang để trong cái trailer bởi vì các đấu um, cầu thủ đó thì họ ở trong cái trailer thì từ đó chúng tôi nghĩ là bước ra khỏi trailer để chuẩn bị đi thi đấu đó, thì anh Blank cái đầu óc bị mất trí nhớ rồi mình không biết mình ở đâu, thế là lang thang đi, thì có thể là thấy những người chung quanh mình là người lạ. Cho nên vào cái thời điểm mà lẽ ra cái, cái tiếng kèn kêu gọi là tất cả các đội tụ họp để thi đấu, thì anh không biết là mình sẽ phải thi đấu, cho nên anh nghĩ là một mình là có người gì đó. Thế là đi bộ ra khỏi cái khuôn viên, đi mất luôn đi qua tiểu bang khác luôn. Đời sống của anh lúc đó làm sao một lần. Người ta chỉ Sau nói là sao? người ta chỉ nói rằng là ảnh sống như một homeless. Nhưng mà tại sao nó như như vậy? Bây yeah. giờ không ai biết à. hết đó, ảnh cũng không nhớ gì hết. Ảnh không nhớ gì hết nhưng mà cái cái điều mà mà lạ lùng á, làm sao trong lúc mẹ và em gái ảnh đang đi tìm ảnh, rồi cái đi thơ thẩn ở ngoài bãi biển để nhặt vỏ sò đó, cái tự nhiên nghe tiếng, cái cô em gái nghe tiếng kêu cái nhìn lên thấy ông anh mình. Ông nhận ra được, thì ông đến ông, đến, ông kêu được. lúc đó thì ông mới nh nhận Đúng ra. rồi, nhưng mà bây giờ ông không nhớ gì hết là không, tại điện sao thoại, ông rời khỏi thoại luôn. chỗ đó, không nhớ nhà không luôn. nhớ gì hết, nhưng không mà khi nhà mà luôn. mang lại à, về nhà thì anh ta nói là anh ta muốn nói chuyện với lại người chuyên viên về sức khỏe tâm thần yeah. Rồi bây giờ anh đang được điều trị được ở trong bệnh chỉ. viện, nhưng mà cảnh sát nó vẫn đang tiếp tục điều tra xem cái cái quản đó anh mất đi làm sao, anh đi như thế nào thì không hiểu. Chúng tôi chỉ nghĩ cái trường hợp yeah. đó thôi và cái trường hợp này nó trở thành một cái À, chứng bệnh mà trước lúc đó nó chưa có ảnh hưởng đến cái bộ não bộ nhớ của anh chứ không thể nào đó vào đúng cái ngày thi đấu mà mình bước ra khỏi điện thoại chìa khóa xe hoặc là bóp ví tất cả mọi thứ để lại phía sau rồi lững thững đi bộ chỉ có ừ. trường hợp mình giải thích thôi Ồ. anh đi bộ ra khỏi cái khuôn viên đó rồi biến mất luôn Sáng đây á là một cái câu chuyện cũng rất là thú vị ừ liên quan đến một người Việt Nam mà cái chuyện đó à, từ cái lúc nó như vậy một cái cô này vào năm 69 á thì cô ở cái khu vực ở ngoài thanh um, ngoài ngoài miền Bắc á, miền Trung á thì cô được xem như là một du kích và cô là liệt sĩ, tức là ở nhà có bàn thờ từ năm 69. Từ năm 1969. Tức là cộng sản đó. Dạ. Ừ. Đúng một cái vào năm 2011. Ừ. Cô từ Mỹ trở về. Quý vị tưởng tượng từ năm 69 là ở trên wow. nhà đã có cái bàn thờ. Nhưng vậy mà từ 2011 tự dưng cô đi về, cô đi đến đúng cái nhà của mình. Hmm. Cô thăm thì lúc đó mẹ cô đã già rồi. Thì bà cụ chỉ đang đứng quét. Tại vì Ngọc Lan làm cái phóng sự đó mà đến bây giờ cũng chưa có cái câu trả lời nha. À, thì chỉ nghe là kêu mẹ thôi. Thì bà mẹ lại mắc là giống như là nhòe nhòe rồi. Lại tưởng là cô em gái của cái người phụ nữ này. Mà cô em gái đó ừ. thì khi mà Ngọc Lan nói chuyện qua điện thoại thì cái cô em gái đó nói rằng là cô em gái chưa hề biết mặt người chị. Tại lúc cô em gái được sinh ra là đã thấy chị mình ở trên bàn thờ. Tức là cô em gái sinh ra sau năm 69. Thì cô em gái lại đi dạy học ở um, tự nhiên Ngọc Lan quên cái tỉnh rồi. Ở một cái tỉnh Quảng Nam, uh, Quảng Ngãi. Quảng thì người mẹ lại tưởng là cô con gái đó đi về thăm nhà cho nên nó gọi tên. Giống đi rồi như vậy. Không không, bà mẹ không thấy nhưng oh, mà oh, bà nghe tiếng thì tưởng như vậy thôi thì lúc đó cái cô cái cô người ở mỹ về mới nói xưng tên là con tên là gì đó thì lúc đó cái lao sao lao sao hàng xóm đồ chạy tới thì lúc đó cái cô mới nói là cô chính là cái người người mà coi như được chết từ năm 69 thì người ta nói Ủa như vậy thì tại sao mà cô lại trở về vân vân thì lúc đó nhiều anh em họ hàng chạy tới thì khi mình phỏng vấn thì họ nói rằng đó khi mà hỏi những cái Uh, giống như chi tiết mà, mà ừ. chỉ có người trong gia đình mới biết thôi. Tại lúc đó cô đó bị qua đời là cũng chỉ chưa đến 20 tuổi mà. Thì cổ nhớ, cổ biết ví dụ như bây giờ nói là cứ anh họ đó hồi nhỏ chơi với nhau có làm cho anh đó bị một cái sẹo ở trên đầu, wow, cổ nhớ hết. Nhớ luôn. Nhưng mà hỏi thì làm sao cổ sang Mỹ rồi tại sao trong thời gian qua cổ không gọi điện về, cổ nói nó cũng nhớ gì hết á. Cổ không nhớ gì hết, nhớ gì hết Nhưng là mà nhớ một cái khoảng đời thì quảng chỉ biết thì rằng nhớ. là tự nhiên cô ừ. đi về cùng với chồng cô chồng cũng Việt Nam về thăm gia đình thì lúc mà đi theo bên gia đình chồng thì đến lúc đó tự nhiên cái ký ức của cổ nhớ rằng là ở đâu đó và cổ đi tìm cổ đến cái chợ đó cổ hỏi ở cái wow. làng đó vân vân thì người ta mới dẫn cổ cái chỉ cho cổ đi thì cổ mới tự nhiên cái lúc đó cái cổ đi theo cái ký ức đó của về nhưng mà cái quảng mà tại sao mà cô đó bị thương rồi ở bên này thì báo là cổ là thành liệt sĩ rồi cổ mất tích rồi nhưng mà bây giờ cổ lại qua mỹ rồi về cổ nó không nhớ gì hết cổ không biết gì hết thì lúc đó ngọc lan đó có cái lúc mà lớp là... cái một cái chi tiết rất là nhỏ ở trên báo ở lúc đó việt nam họ đưa lên họ nói họ cũng biết lúc mà báo chí biết thì cô này về mỹ rồi thì mình có cái cơ hội là mình ở mỹ thì ngọc lan lần lần nói chuyện được với người em của cô đó cũng như là những người anh họ mà đã có tiếp xúc nói rất là nhiều nhưng mà cái lúc mà mình xin cái số điện thoại để mình gọi ở đây á ừ, thì cái người em đó nói là uh, thường chỉ gọi như vậy họ cho mình cái số nhưng mà gọi không được Ngọc Lan nhớ lúc đó rất là nhiều người đã cùng với Ngọc Lan làm cái cuộc mà truy tìm cái người gọi là liệt sĩ sau mấy mươi năm thì đó cũng là một cái câu chuyện thú vị mà đến giờ này vẫn chưa liên lạc với ngược với cái cô đó đâu hết tôi uh, theo thuyết âm mưu thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi chuyện gì đó yeah bên phía miền Bắc Việt Nam Cộng sản đã cài đặt trong một cái điệp vụ tình báo rất là khủng khiếp. Cho nên cài cô này sang Mỹ làm gián điệp. Và đó là lý do họ không muốn liên lạc với Ngọc Lan. Là Chắc vậy. Chắc như thế. Cho nên cái cuối cuối chỉ còn một cơ hội về thăm nhà lần cuối. Xong đó vì vấn đề bí mật cá nhân của mình cho nên không ai còn biết cô là chỉ có cách giải thích thế Chị thôi. Chỉ biết là cô đó thế xác thôi. Và sau sát. đây là một cái bản tin thưa quý vị. Nó qua đến bốn nước. Nó khủng khiếp là như thế. À, cảnh sát hiện nay vẫn đang truy tìm một bé trai 6 tuổi tên là No Rodriguez Alvarez. Thì nghe cái tên đó là mình thấy Mexico. Và đúng như thế. Thì nhà trường báo cho biết đó là... Trước khi mà cô mất tích cùng với gia đình của em á từ tháng 11 năm ngoái 2022 biến mất thì cảnh sát mới lần ra để tìm hiểu bởi vì việc mà một gia đình biến mất khỏi cái địa chỉ của nước Mỹ là cái chuyện không thể xảy ra được. Nhưng mà cái điều quan tâm ở đây là đứa bé này thưa quý vị, đây là bé nô 6 tuổi em là một đứa bé khuyết tật rồi. Thế nhưng đây là người mẹ, thì cái bà này bà lại mang họ sinh của người Ấn Độ, bà là Rodriguez sinh. Khi mà cảnh sát đi lục tìm á, thì à, hãng máy bay báo cho biết bà đã cùng với gia đình, trong đó kể cả năm đứa con của bà và người chồng. Có thể ông chồng là gốc Ấn Độ, cho nên mới lấy họ sinh. Bởi vì đứa bé này nó không phải là họ sinh, đứa bé này là họ Alvarez, Rodriguez Alvarez. Thì bà bay đi đâu? Cảnh sát nói là cả gia đình bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái vấn đề đó, vấn đề dẫn độ Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ với Thổ Nhĩ Kỳ nó cũng có cái những cái hục hạt trong thời gian qua. Thổ Nhĩ Kỳ thì ủng hộ một phần cho nước Nga, nhưng mà cũng muốn đứng đứng giữa thì cái vấn riêng cái vấn đề đó thôi cũng sẽ gây khó khăn cho cái việc mà phía tư pháp của Hoa Kỳ muốn cử người sang thổ nhĩ kỳ để tìm kiếm và họ cũng sẽ gặp khó khăn để mà liên lạc với phía tư pháp của thổ nhĩ kỳ tìm kiếm cái bà này nhưng mà chưa chắc bà sang thổ nhĩ kỳ là vậy thôi là và từ tháng 11 vừa qua đó cho đến giờ phút này liệu rằng bà còn ở thổ nhĩ kỳ hay là đã cùng chồng bay về ấn độ nhưng mà cái mối quan tâm hơn nữa đó là cảnh sát muốn tìm đứa bé này bởi vì cho đến giờ phút này, đứa bé không nằm trong danh sách của hành khách trên chuyến bay bay sang thổ nhĩ kỳ. Câu chuyện rất là lạ và cái cái tội nghiệp ở đây đó, đứa bé này đang ở đâu? Nó sống với ai? Và cái nguy cơ ở đây đó là liệu rằng nó còn sống nữa hay không. Bởi vì cảnh sát tìm và không thấy có người thân nào trong cái họ Rodriguez Singh hoặc là Rodriguez Alvarez này hết. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app, tại tiệm McDonald's có tham gia. khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chúng tôi đang kể đến quý vị một cái tình tiết vô cùng ly kỳ nhưng mà mối quan trọng hiện nay cảnh sát của texas họ chỉ muốn biết bé trai no rodriguez alvarez 6 tuổi bị khuyết tật này đang ở đâu còn sống hay là đã chết ở đâu đó rồi bởi vì cái lệnh tìm kiếm trẻ em đã nâng lên khẩn cấp rồi à, ngọc lan cũng là người theo dõi rất sát cái bản tin này cái nguyên cớ nó từ đâu, ai báo cho cảnh sát biết về cái vụ này rồi? Uh, gia đình của em bé Nô này bây giờ đang ở đâu? Nói chung là đây là một cái vụ rất là ly kỳ. Tức là vào ngày 20 tây tháng 3 vừa rồi đó, trong tuần rồi thì bên cơ quan bảo vệ trẻ em họ nhận được một cái tin mật báo ẩn danh nói rằng là cái cậu bé này nè, từ tháng 11 của năm 2022 đó, người ta đã không thấy cậu bé này rồi. Lúc đó là cái cơ bên đó báo ra như vậy thì bên cơ quan bảo vệ trẻ em mới báo cái tin đó cho cảnh sát. Thì bắt đầu từ ngày 20 tìm. tháng 3 của năm 2023 cảnh sát mới bắt đầu theo đó đi đến gặp bà mẹ để hỏi ờ ừ, cái cậu bé đó đâu rồi. Thì bà mẹ này nói ông oh, nó theo bố nó về ở bên Mexico. Đó, mà cậu bé này là 6 tuổi, đó. nó nó theo bố nó về ở Mexico rồi. Thì lúc đó cảnh sát mới liên lạc với ông bố ở Mexico. Thì ông bố nói rằng là tôi đã bị trục xuất trước khi thằng bé này được đẻ ra trục xuất về bên Mexico cho nên tôi cũng chưa biết mặt nó ra làm sao hết á đó. đó thì ông bố trả lời như vậy thì từ lúc ông bố trả lời như vậy thì cảnh sát thấy ủa nó không có đúng với cái lời bà mẹ nói rồi. rồi. thì cảnh sát đang tiếp tục điều tra thì đến ngày 24 tây tháng 3 tức là hôm thứ sáu thì ở trường học của những đứa con bà này đó thì đều báo rằng là tất cả những đứa nhỏ đó đều không đến trường không đến trường thì cảnh sát mới coi lại thì thấy rằng là trong ngày thứ sáu đó thì cảnh sát cũng phát cái lệnh truy truy tìm cái cậu bé này, truy tìm cậu bé này là mất tích vừa phát lên. Thì mới dò lại thì thấy là tối của ngày 23 tây tức là tối ngày thứ năm đó thì cả gia đình này, bà mẹ, bà này với cái ông mà Thổ Nhĩ Kỳ với lại năm đứa nhỏ đã rời khỏi nước Mỹ trên chuyến bay vào tối ngày 23 tây tháng 3 mà trong danh sách Hoàng. những đứa nhỏ rời khỏi đó không có tên cậu bé này cái điều quan trọng cảnh sát không có tên cậu bé này như vậy cậu bé này lại là một đứa nhỏ khuyết tật mà nó đang bị bệnh nếu nó không điều trị nó sẽ chết như vậy thì nó ở đâu thì cảnh sát qua ngày thứ bảy nâng cái mức báo động lên là thằng bé này bị mất tích và trong tình trạng rất là nguy, nguy hiểm đã. là nâng cái mức báo động lên thì bây giờ người ta đang điều tra và như anh thủy nói đó là chỉ biết là cái chuyến bay của gia đình này đến thổ nhĩ Đổ kỳ, nhĩ kỳ nhưng mà bây giờ cảnh sát nói là không có một uh, cảnh sát bên texas nói là họ không có chưa có được cái mối liên lạc nào với lại chính quyền sở tại hết uh -huh. để mà phối hợp điều tra và họ thấy uh, họ cũng không có thể nào phát lệnh truy nã uh, bà này cũng như là cái ông bố uh, cái ông chồng hiện chồng tại mới. của bà này đó yeah. là bởi vì cũng không có thấy cái dấu hiệu nào là lạm dụng trẻ con mà ở nhà trường nói là những đứa trẻ đến trường á cũng không có dấu hiệu gì là tụi nó bị đối xử tệ hay bị lạm dụng. Cho nên bây giờ không biết chuyện gì xảy ra hết. Lạ luôn vậy đó. Mà thằng bé này bây giờ ở đâu cũng không biết luôn. Mà trên chuyến bay đi, cả gia đình đi thì không có nó. Vậy là sao? Chuyện gì xảy ra, chúng tôi chỉ chờ đợi là bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Mong rằng Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác. Bởi vì chuyến bay họ có tất cả rồi. Cái người phụ nữ đó lúc mà um, ra khỏi nước Mỹ có thể là hai là ở một địa chỉ nào đó chắc chắn người phụ nữ này hay là ông chồng ông chồng là người gốc ấn độ nhưng mà ở thổ nhĩ kỳ nhưng mà làm sao thuyết phục được để mà ra khỏi và hồ sơ giấy tờ chắc có thể là bà đã chuẩn bị hết tất cả rồi vấn đề chính hiện nay là đứa bé 6 tuổi này nếu mà không có chuyện gì xảy ra tại sao người mẹ lại trốn như thế xác của em hay là em đã chết mà bà chôn xác luôn ở phía sau nhà hay đâu đó rồi sợ quá bây giờ chỉ còn cách là trốn mà thôi những đứa trẻ trong gia đình này có thể sẽ đóng góp trong cái cuộc điều tra của cảnh sát texas và chắc chắn sẽ cần đến chính bộ tư pháp và cơ quan fbi của chị chính... chắc chắn chúng tôi nghĩ rằng fbi sẽ nhảy vào cái vụ này bởi vì fbi có thẩm quyền để liên lạc với cơ quan cảnh sát interpol quốc tế để liên lạc tìm kiếm bé trai ừ. thưa quý vị quay sang một cái bản tin điều này hai tin nối liền nhau để cho thấy rằng cái tình trạng Fentanyl, à, thuốc ma túy đá và đây là một cái vấn nạn có cả mấy chục năm nay rồi kể từ khi nó xuất hiện tại thị trường Hoa Kỳ. Ai cũng biết là cái chất liệu, cái chất hóa học đó nó sản xuất từ Trung Quốc. Rồi Trung Quốc nhiều người Mỹ cũng nhập sang đây để mà chế tạo Fentanyl ở tại Mỹ này. Nhưng mà rồi do cái tình trạng bắt Bớ rồi đủ hết tất cả mọi chuyện và có thể là đắt đỏ và cái chuyện mà nhập các chất liệu vào nước Mỹ càng ngày càng khó khăn vì bị kiểm soát. Cho nên ngày nay đó Trung Quốc họ chuyển các chất này sang Mexico rồi từ Mexico mới chế biến hoặc là từ Mexico mới chuyển qua đường biên giới sang Mỹ chế biến. Cho nên có hai địa điểm chế biến, một là Mexico, hai là Hoa Kỳ này và cái điểm đầu tiên trong cái bản tin đó là họ nói số người trẻ chết vì ma túy đá đó đã tăng gấp đôi so với những năm trước và chỉ trong vòng có 12 tháng vừa qua số người chết. Họ nói rằng không phải là trẻ em nó sử dụng ma túy đá nhưng mà có những cái loại thuốc đã bị pha hỗn hợp. Và cái ghê gớm ở đây đó thưa quý vị không hiểu làm thế nào mà ma túy đá nó lại trà trộn vào các loại thuốc an thần, thuốc giảm đau theo toa bác sĩ. Làm thế nào để nó pha trộn vào trong đó? Nếu bình thường đó, có ai mà vào xin bác sĩ tôi bị đau đớn quá, cần giảm chứng đau, bác sĩ sẽ cho các loại thuốc giảm đau vân vân. Nhưng mà phần lớn chúng ta cũng biết các loại thuốc này nó có opioid. Opioid thì đắt tiền, bọn buôn ma túy, ma túy đá nó đâu có thể nào chế tạo được. Cho nên chúng sẽ pha chế. Rồi thì những đứa khác trong đó kể cả người lớn nữa mua các loại thuốc này để trong nhà. Mấy đứa nhỏ nó khám phá ra trên cái bao bì đó là cái chữ opioid có chất opioid nhưng mà cái tên thuốc là tên thuốc tây mấy đứa nhỏ nó nói ồ cái thuốc này uống nè uống vô là phê lắm nè và trong trường hợp đó đã có gia đình họ đã lên trên các đài để thông báo về cái tình trạng con em của họ chết. Thưa quý vị, cái ma túy đá này nó ghê gớm lắm. Bởi vì sao? Nó có những trường hợp sức khỏe của chúng ta nó dễ bị dị ứng. Nhất là những đứa trẻ dị ứng với lại ma túy đá, cái chất hóa học này. Chỉ cần một viên thôi là đủ giết nó rồi. Và đó là trường hợp đã xảy ra vào tuần rồi. Khi có một bé gái đã chết chỉ vì em uống nhầm thuốc em nói là em bị mệt đau thế là người bạn của em lấy thuốc trong nhà cho thằng con bé nó uống thế là con bé uống xong về nhà lên cân run giật xong đi vào bệnh viện chết luôn thì bác sĩ khám phá Rồi mới có mặt túi đã thì cái trường hợp này họ nói rằng một phần con nít nó nghe theo những đứa khác nó uống rồi đó là lý do họ đưa ra cái khuyến cáo ngày hôm nay và xuất hiện trên các đài truyền hình nữa phụ huynh cũng phỏng vấn và họ nói tôi muốn đưa cái câu chuyện buồn của con em chúng tôi ra để khuyến cáo với các gia đình. Không phải là chúng tôi không dạy dỗ trong nhà dạy dỗ rất tốt, nhưng mà không biết được chỉ có một cái giây phút nó lỡ thôi. Nó uống thuốc mà nó không nghĩ rằng cái thuốc nó có hại. Trong đó là fentanyl. Từ đó là cái phần đầu tiên, cái số người chết đã càng ngàn trẻ em trong năm qua chết vì fentanyl. Thứ hai nữa, với cái tình trạng này thì chính quyền ông Biden trong thời gian vừa qua khi mà thảo luận với ông Obrador là tổng thống Mexico đó thì hai bên vừa mới ký kết một cái thỏa hiệp là thứ nhất Mexico sẽ tìm bằng mọi cách ngăn chặn không cho bọn à, buôn bán ma túy chế tạo fentanyl ông Obrador đó thì cứ thẳng thừng ông nói rằng đất nước chúng tôi không chế tạo fentanyl chúng tôi không sản xuất fentanyl đó là cái trách nhiệm của phía mỹ nhưng mà bởi vì để mà thỏa thuận với phía mỹ liên quan đến những cái vụ tội phạm và việc bắt cóc người mỹ trong thời gian qua đó thì cuối cùng ông Obrador đồng ý ông biden chúng tôi sẽ kiểm soát cái, những cái bón những cái bọn buôn bán ma túy nhưng mà phía anh đó thì nên kiểm soát vấn đề vũ khí mexico vấn nạn ngày hôm nay là bọn buôn ma túy có trang bị vũ khí quá nhiều và bọn chúng mua từ hoa kỳ nhập vào Mexico. Chúng tôi tiếp tục với bản tin thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới và không biết mai có mưa không Thảo Yên. hay là hôm nay hay là không mưa <laughs> bởi vì ai cũng nói là ô tuần này thứ ba là có thể sẽ mưa trở lại thêm một đợt bão mới thì không biết thời tiết lúc này như thế nào rồi ừ, vâng thưa quý vị và thưa anh um, mình nếu mà nhìn ở đây đó thì họ nói là nguyên ngày thứ ba là trời nắng và hmm. cái phần trăm mà mưa có một phần trăm thôi oh. thì chắc có thể là bắt đầu khoe khoe thứ ba đó thưa quý vị <laughs> là là, là uh, mây mù rồi nó kéo vào uh, nguyên ngày thứ tư thì ở đây họ dự báo là nguyên ngày thứ tư là trời mưa uh, cái phần trăm oh. mưa là trên 90% phần trăm thì chắc thứ tư là mưa dữ đó thưa quý vị uh, nhưng mà hôm năm nay luôn. À, hôm nay đó bắt đầu là gió cũng hơi nhiều nhiều rồi để rồi thứ ba thứ tư là hai cái ngày mà gió cũng lớn ở trong tuần đó thưa quý vị à, thứ tư thứ năm là mưa mưa dữ lắm qua đến thứ sáu đó thì mới thấy là à, trời bất bớt thôi. thì à, chỉ còn có ngày mai là trời nắng ấm. rồi ngày mai là nhiệt độ cao nhất trong tuần à, lên ừ. 68, 69 độ. Trời 68 ấm. là cao nhất luôn đúng. cao nhất rồi đó. <laughs> à, nhưng mà sau quý vị thấy bắt đầu mưa một cái là đến cuối tuần là xuống còn có 62, 63, năm mấy độ. trời à, nói chung tuần này vẫn tiếp tục lạnh từ quý vị. mưa và lạnh. sáng nay là 45 độ và nhiệt độ buổi sáng sẽ vẫn thấp 43, 45 bởi vì ban ngày là có năm mươi mấy mà thôi cho nên ngày mai vẫn còn nắng nhưng mà đến chiều thứ tư có thể sẽ mưa hoặc là sáng thứ tư trong khi đó tình hình tài chính ngày hôm nay thì một lần nữa cái chuyện lên xuống là cái chuyện rất là bình thường nhất là trong cái giai đoạn mà nhiều người lo ngại sẽ có thể dẫn đến cái chuyện mà suy thoái kinh tế Mỹ những người mà tiêu cực không có lạc quan tí nào thì họ có nhìn thấy những cái biến động đó và họ làm gì thưa quý vị họ bán tháo cổ phiếu giữ tiền mặt và nếu quý vị lên trên mạng mà theo dõi mạng xã hội đó toàn là những lời khuyên cũng là họ nói là những chuyên gia những người đầu tư thì họ nói giữ tiền mặt đi suy thoái sắp đến rồi một cái cuộc đại suy thoái và dẫn đầu là các ngân hàng thì đó là một trong những cái quan điểm nhưng mà những quan điểm khác chẳng hạn như là phía chính phủ Hoa Kỳ thì họ lại không nhận định như thế và kể cả ngân hàng trung ương của bên phía châu Âu thì họ nói không. Cái tình hình vẫn ổn định, chỉ có điều là nó khó khăn là do vấn đề mà từ à, lạm phát rồi à, ngân hàng trung ương tăng lãi suất quá nhiều. Hoa Kỳ thì tăng đến 8 lần trong thời gian qua. Và đó là cái nguyên nhân chính. Một số các ngân hàng vì vấn đề họ mua công trái phiếu lúc mà thấp phân lời đến khi mà người các chủ nhân giàu có họ rút tiền ra thì không đủ tiền mặt để cung ứng và vì thế phải bán tháo công trái phiếu với giá rẻ công trái phiếu chưa đáo hạn mà quý vị bán là quý vị bán lỗ để mà cung ứng cho số người mà rút tiền ra thì đó là trường hợp đã xảy ra với SVB Bank rồi kéo theo Signature vân vân rồi các ngân hàng khác bị ảnh hưởng vạ lây. Thì cái vấn đề này ngày hôm nay giới sáng nay thì giới đầu tư xem các nguồn tin diễn ra trong hôm cuối tuần, nhất là cái khu vực um, kinh tế của châu Á, châu Âu và bên ngoài thế giới thì họ thấy rằng không đến nỗi như các mối quan tâm mà họ đã nghe từ thứ năm, thứ sáu tuần trước cả tuần trước thưa quý vị. Thị trường dao động rất mạnh cho nên sáng nay hôm nay có lúc thị trường dow jones ngày mở cửa đã dow jones lên tới hơn 200 điểm nhưng mà khu vực nasdaq là khu vực có những đại công ty về công nghệ cao chẳng hạn như là google, facebook vân vân đi xuống bởi vì chúng ta thấy là các việc mà sa thải từ công ty meta mẹ của công ty facebook rồi google Amazon, những cái việc sa thải đó vẫn còn đang tiếp diễn. Cho nên uh, Nasdaq thì ngược lại xuống 20 điểm, S&P 500 thì lên 6 điểm. À, nhìn qua các ngân hàng chúng ta lại thấy đó, ngân hàng First Republic Bank được cố nguy và bây giờ nó lại tiếp tục lên cao, thưa quý vị, lên thêm 14% nữa. Bank of America lên trên 3%, Comerica Inc. Nói chung là các công ty về tài chính lại tăng mạnh trong ngày hôm nay. Công trái phiếu 10 năm thì nhích lên chút đỉnh. khi mà công trái phiếu lên có nghĩa là người ta đầu tư vào công trái phiếu ít đi. 3,48% cho 10 năm. 30 năm là 3,7, 5 năm là 3,5. Giá dầu lên 1 đồng 58 sen. Chứng khoán lên thì dầu lên và ngược lại chứng khoán lên thì vàng đi xuống vàng xuống tới 29 đồng. Chưa biết được việc mà lạc quan đầu tư vào vàng có giúp đẩy giá vàng lên trên 2.000 đô la hay không. Nhưng mà chú quý vị thấy đã mỗi khi mà thị trường tài chính nhất là công trái phiếu, cổ phiếu mà tăng thì là vàng đi xuống. 1.955 đồng 20 cent. Và thưa quý vị, uh, Bộ ngoại giao vào uh, sáng ngày hôm nay đã khuyến cáo về một cái vụ đó là có hai công dân Hoa Kỳ bị uh, bắt cóc và bây giờ đòi gia đình đưa tiền chuột ở tại uh, Haiti. Thì uh, phía Bộ ngoại giao cho biết đó là đây là hai vợ chồng anh uh, John Dickens Toussaint và cô vợ là Abigail, cả hai 33 tuổi uh, sống ở tại uh, Tamarack, Florida. Uh, họ đi đến Haiti đó vào ngày 17 tây và phía uh, gia đình đó thì nói là họ chỉ vốn định ở có 4 ngày thôi tại thăm người thân ở đó với lại họ có con nhỏ con của họ có hai tuổi mấy thôi cho nên là cũng không có muốn ở lâu thì họ đến đó là vào ngày 17 tây thì bây giờ đó phía gia đình cũng như là bộ ngoại giao cho biết là một ngày sau ngày 18 tây thì hai anh chị đi lên một cái chuyến xe bus ở khu vực gọi là Port of Prince để họ muốn đi đến một cái nơi gọi là Leogan ở cái quãng đường này nó khoảng 27 mai thì đang trên đường xe bus vừa mới đi đó à, cũng không không có đi lâu thì bây giờ đó phía bộ ngoại giao cho biết là tự dưng xe bus bị à, một cái đám đàn ông có vũ khí nó chặn lại nó bắt ngừng xe bus à, nhưng mà tin tức thì không nói là trên xe bus có bao nhiêu người à, chỉ nói là cái đám đó đó nó yêu cầu đúng hai vợ chồng của anh John Dickens này xuống xe, à, chĩa súng vào đó, yêu cầu xuống xe, leo lên xe của bọn chúng và chúng chở đi. Thì ngay khi mà bắt xong đó, về đến chỗ của bọn này, thì họ yêu cầu hai anh chị gọi điện về cho gia đình ở Florida. Và chúng đòi số tiền chuột lúc đầu đó là đòi 6.000 đô thôi thì gia đình đã ngay lập tức wire transfer thôi quý vị. Nhưng mà ngay khi bọn chúng nhận được đó thì chúng lật lọng. Bây giờ chúng đòi mới đầu sói mà có liền tức là à gia đình này có tiền Giờ đòi thêm. Đúng rồi. Với uhm. lại nó đòi ít ít thì người ta nghĩ là người ta tìm mọi cách trả được thôi quý vị. Thế là bây giờ nó đòi 200 000 ngàn một wow. người thì làm sao mà người ta có con số tiền như vậy thì cuối cùng uh, gia đình đã hết cách rồi. Uh, họ mới liên lạc với uh, cảnh sát ở Florida và cuối cùng bây giờ bộ ngoại giao họ xác là họ đã nhận được báo cáo về cái vụ này và đang yêu cầu phía chính quyền Haiti đó phối hợp để mà cứu hai anh chị. Thì Bộ Ngoại giao cho biết là tính đến ngày hôm qua đó Chủ nhật họ xác nhận là hai anh chị vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh thì bây giờ hy vọng là chúng chỉ muốn tiền mà thôi và sẽ Bộ Ngoại giao sẽ thương thảo để mà giải cứu được thì quý vị cũng còn nhớ là vào ở Haiti đó cái vụ mà bắt cóc đòi tiền chuột này vào tháng 12 năm 2021 là có một cái vụ đó là nguyên một cái chuyến xe bus chở 16 công dân Hoa Kỳ, một công dân Canada, họ à, thuộc một cái nhà thờ tinh lành đi truyền giáo ở Haiti đó cũng bị bọn bắt cóc à, bắt khi mà đang đi xe bus như vậy thì bộ ngoại giao Hoa Kỳ với FBI phải phối hợp với cả chính quyền Canada rồi Haiti để mà giải cứu à, 17 người đó. Thì vào cuối tháng 12 năm năm ngoái phía Bộ Ngoại giao đã từng đưa ra cái khuyến cáo là công dân uh, Hoa Kỳ đó không đi du lịch đến cái quốc gia này ừ. à, bởi vì thứ nhất là tội ác bây giờ nó tăng cao rồi cái tình trạng bất ổn trong xã hội và đặc biệt là những cái vụ mà nhắm vào bắt cóc công dân Hoa Kỳ để mà đòi tiền chuột đó nó nhiều vô số trong khi đó thì uh ở tại à, Ukraine tình hình diễn biến ra sao à, trong thời gian qua thì chúng ta thấy rằng là một trong những nơi mà chiến đấu dữ dội nhất và thiệt mạng nhiều nhất cho cả hai phía đó là Bakhmut ở trên bản đồ này đây là Bakhmut ở trong cái khu vực Donbass thì quý vị bên phía bắc đó, à, là Luhansk và phía nam là Donetsk à, phía nam của Bakhmut là Mariupol Mariupol là nơi mà ông tổng thống Vladimir Putin mới ghé qua hôm cuối tuần vừa rồi. Mariupol vào ngày hôm nay là ông tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm và đây là các vùng chiến sự hiện nay được tập trung phía Bắc ở Bắc Mút, phía Nam ở Mariupol diễn biến như thế nào trong ngày hôm nay cũng như vài ngày qua. Mời quý vị tiếp tục theo dõi tin tức thời sự thế giới sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 714657766. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá com Và hôm cuối tuần vừa qua, à, bên phía Ukraine họ loan một cái bản tin lạc quan có sự rẻ dặt bởi vì họ nói trong suốt hơn 6 tháng trời vừa qua tấn công Bác mốt mà không đánh nổi một cái thị trấn mặc dù cũng khá là lớn uh, combine giữa Westminster với Garden Grove đó thưa quý vị khoảng trên dưới 70.000 người bây giờ thì còn rất ít, chỉ còn khoảng một vài ngàn, một ngàn thôi ở lại thôi họ những người này họ nói nhất định họ không chịu đi mà nói nhà tôi chưa bị pháo kích nhà tôi vẫn còn đó không có lý do là chúng tôi đi cả và họ vẫn còn sống ở đây mặc dù hàng ngày là nghe tiếng pháo nổ pháo kích à, tại bắc bút ngày hôm nay thì phía quân đội ukraine cho biết bây giờ họ bắt đầu um, từ cái thế phòng thủ bây giờ đang chuẩn bị cái thế tiến công và cái tin tức đó từ tuần rồi chúng ta nghe thấy là cái cuộc chiến này đang bước vào một cái giai đoạn mới, bước vào mùa xuân. À biểu, liệu rằng phía Nga trong thời gian qua thiệt hại đến độ mà có thể tin tức nói rằng họ có thể buông Bắc muốt. Bởi vì đánh không nổi mà bao nhiêu lực dồn vào đó. Thứ nhất đó là thiệt hại về quân số, thứ hai là vũ khí đưa vào bao nhiêu là mất bấy nhiêu trong khi các thành trì như quý vị nhìn thấy đó từ Luhansk tới Donetsk, Mariupol và Melitopol khắp các miền này, cái màu đỏ này là cái màu bốn vùng chiến thuật mà Putin tuyên bố ly khai với Ukraine. Thì bây giờ họ đang tập trung về Mariupol. Còn cái khu vực này là nằm trong tay của Ukraine rồi, bắt mút dần dần Mới đầu thì họ nói rằng bên lực lượng Wagner Group, tức là lực lượng lính đánh thuê của Nga, bao vây phía đông. Như quý vị nhìn thấy bên này là phía tây, bên này phía đông. Đó thì cái khu vực nhỏ này là cái lực lượng Wagner và quân đội của Nga bao vây. Nhưng mà phía Tây thì quân Ukraine đang còn chấn thủ. Bây giờ họ sẽ tìm cách đánh bật quân Nga ra khỏi Bắc Mốt và từ bắc mốt sẽ dồn để đánh sang tới luhansk donbass cái vụ khu vực luhansk từ xưa tới giờ đó là cái tranh chấp giữa lực lượng ly khai ukraine ở đây thì ông zelensky trong mấy ngày qua vẫn tiếp tục đến thăm ủy lạo các chiến sĩ của ukraine ở các nơi à, tin tức vào sáng ngày hôm nay cũng cho biết một tư lệnh của nga may mắn thoát chết Cuộc điều tra đang tiến hành bởi vì lực lượng kháng chiến, họ có một lực lượng kháng chiến của Ukraine ở tại thành phố uh, Mariupol, cho nên việc mà quân nga tìm cách chấn giữ các khu vực này xem ra cũng gặp nhiều khó khăn, bởi vì các lực lượng dân quân và kháng chiến vẫn hiện hữu, họ vừa đánh bom một chiếc xe mà tin tức tình báo thì nói rằng có một viên tư lệnh Nga trên chiếc xe đó. Chiếc xe bị nổ tung nhưng mà xem ra thì không có xác chỉ có người tài xế thôi, không có người tư lệnh đó. À, không biết là ông biết trước được tin tức là có thể bị đánh cho nên ông né hoặc là sử dụng chiếc xe khác. Cho nên cái việc mà ám sát rồi tấn công vào các giới chức Nga hiện nay ở các thành phố mà do Nga chiếm giữ đó đang được tiến hành song song cùng với thời điểm mà quân nga thực hiện cái việc mà tổng tấn công mùa xuân sắp tới và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Tampa, Florida cho biết họ vừa mới bắt giữ và bây giờ truy tố một ông vốn là bác sĩ thẩm mỹ, cái tội là giết một ông luật sư và bây giờ nghi ngờ là bởi liên quan đến một cái vụ kiện mà ông luật sư này đang giải quyết. Thì hình bên trái đó là ông bác sĩ thẩm mỹ tên là Thomas Kosowski, còn bên phải là ông luật sư thưa quý vị Steven Cozy thì à, bây giờ đó theo phía cảnh sát à, tampa cho biết là vào hôm thứ ba tuần trước đó à, ông à, luật sư cái vụ án xảy ra ở ngay cái văn phòng luật của ổng trong một cái tòa nhà building. Thì phía cảnh sát cho biết họ nhận được điện thoại của nhân viên là tự dưng ông luật sư đó sau cái giờ ăn trưa thì nhân viên tìm ổng hoài không có được, nhắn tin cũng không được luôn. Thì giờ cho nên là họ phải mà ổng sắp sửa có một cuộc họp cho nên là họ gọi báo cảnh sát. Thì cái văn phòng luật đó um, chắc nó nằm trong một cái tòa building nhiều tầng thưa quý vị mỗi một tầng nó có những cái uh, văn phòng khác nhau thì khi mà cảnh sát đi tìm xung quanh đó, thì họ bắt đầu mới phát hiện là cái restroom của nguyên cái cái tòa building đó nó có một cái mùi chemical rất là nồng nó tỏa ra từ cái, cái 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 nhà vệ sinh đó mà ở bên ngoài đó thì bị ai giống như là chèn một cái tờ giấy ghi là out of order cho nên uh, nhiều người họ không có sử dụng thì cảnh sát mới đi vào trong đó và phát hiện thi thể của ông luật sư đó nằm ở trong đó và máu thì đầy máu me hết ừ. nhưng bây giờ cảnh sát không nói là ông bị giết bằng cách nào à, và thế là cảnh sát họ mới bắt đầu họ mở một camera của nguyên cái tòa nhà họ xem thì thấy là trước giờ lên chứ ông luật sư đi vào trong cái restroom đó và không có đi ra nữa thì cuối cùng họ nhìn thấy là cùng một cái khoảng thời gian đó à, có một chiếc xe khả nghi và một người đàn ông khả nghi à, rời khỏi cái tòa nhà đó thì họ đã lấy được cái bản số xe và cuối cùng phát hiện là cái xe đó nó thuộc về cái ông bác sĩ thẩm mỹ cực của à, này thì khi mà cảnh sát đến nhà đó bắt cái ông bác sĩ thẩm mỹ này thì họ mới phát hiện là à, thì ra ông luật sư văn phòng của ông luật sư đó vốn đang à, thụ lý một cái đơn kiện của một à, bà từng là nhân viên của văn phòng thẩm mỹ này bà này đó đã kiện cái văn phòng thẩm mỹ và cái vụ kiện này kéo dài từ năm 2018 2019 cho đến bây giờ rồi à, liên quan đến cái chuyện là à, cái văn phòng của ông bác sĩ thẩm mỹ này đó giống như là có cái uh, hành vi gian lận tiền bảo hiểm mà cái bà cựu nhân viên này đó lại là người giống như là bill bảo hiểm vân vân đến khi mà bệnh nhân họ khiếu nại rồi, cuối cùng ông bác sĩ thẩm mỹ ổng sa thải cái bà nhân viên này và bà quay sang bả uh, đi thuê luật sư bà kiện và cuối cùng mới lòi ra bắt đầu cái văn phòng ông này bị lòi ra, giống như là làm có một cái uh, chuyện cái cái service thôi nhưng mà bill đến hai ba thứ chẳng hạn vậy thì vụ kiện nó đang diễn ra từ năm 2019 và cái văn phòng ông này đã bị quá trời uh, uh, đánh giá tiêu cực khiến cho cái uh, về kinh doanh của ổng đó từ bao nhiêu năm nay nó bị xa xúc cho nên có thể là vì cái chuyện này ổng um, căm thù hay là ổng muốn dàn xếp với ông luật sư này mà không được cuối cùng ổng đã đi đến văn phòng của ông luật sư và giết ông luật sư này Chúng tôi mới có người thân trở về từ Jerusalem đi uh, chuyến uh, hành hương à, kể cả các vị linh mục tu sĩ công giáo người Việt Nam và người Mỹ họ cũng mới vừa về đây thì quá may mắn cho những người du khách này, bởi vì nếu họ có mặt hoặc đi hành hương vào thời điểm này mà đến Jerusalem, Tel Aviv do Thái rất nhiều khó khăn. Ngay cả những người dân hôm nay đã họ cho biết họ không ra đường được, bởi vì số lượng người xuống đường biểu tình ông Thủ tướng Netanyahu khủng khiếp. À, do Thái đang rơi vào một cái tình trạng khủng hoảng chính trị lớn không phải là cái cuộc bầu cử nhưng mà có thể liên quan tới cả hiến pháp nữa à, lý do là ông tân thủ tướng netanyahu một người bảo thủ đang tìm cách sửa đổi luật pháp để có thể nắm chọn quyền lực kể cả hiến pháp chuyện gì xảy đến với do thái mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medical Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Trở lại với các bạn tin trước đó chúng tôi gửi đến quý vị cái cái khủng hoảng chính trị xảy ra ở tại Do Thái một cái xứ mặc dù chỉ có những cái vụ giao tranh trong thời gian qua chúng ta nghe nhiều là binh sĩ Do Thái rồi bắn chết những người Palestine rồi biểu tình bắn qua bắn lại nhưng giờ đây ngay cả trong nội bộ và kể từ khi ông thủ tướng Netanyahu lên á, cái điều đáng chú ý ở đây trong các cuộc bầu cử ở Do Thái đó, họ không có bầu trực tiếp thủ tướng mà họ chỉ bầu cho các đảng thôi. Cái điều đó giống như ở quốc hội, quốc viện như là Anh quốc hoặc nhiều quốc gia khác. Người dân không trực tiếp bầu người lãnh đạo mà do đảng. Họ bầu những thành viên của đảng. Mà khổ nỗi ở đây đó, là trong thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn ở Do Thái. Cho nên các đảng Ông Netanyahu tưởng là đã phải đương đầu với các vụ mà tham nhũng, hối lộ, vân vân cửa quyền. Nhưng mà rồi sau khi rời khỏi buộc ông phải rời khỏi chính trường đó, giờ đây thì không tìm thấy ai thay thế được. Thì đảng bảo thủ của do thái và liên minh với các đảng khác để có được trên 50 và đó là cái sự hiện hữu và hoạt động của quốc hội do thái cũng như nhiều quốc hội khác ngoại trừ mỹ mỹ là rõ ràng chúng ta bầu tổng thống và bầu các thành viên trong quốc hội nhưng mà do thái thì khác và vì thế vì họ không có tiếng nói để bầu ông thủ tướng cho nên cái chuyện đó họ để cho đảng thực hiện mà khi đảng đưa ông natajo này ra đó ông lại tìm cách thống trị bằng bàn tay sắt Mới đây, ông tìm cách bởi vì quốc hội hiện nay trong đảng của ông nắm đa số, cho nên họ có quyền sửa đổi luật pháp, trong đó bao gồm là cho phép chính phủ của ông được quyền lật ngược quyết định của tòa tối cao pháp viện. Mà cái điều đó đối với người dân Do Thái và quý vị tưởng tượng đây, ở Mỹ này mà một ông tổng thống có quyền ký sắc lệnh để lật ngược phán quyết của tòa tối cao thì còn cái gì gọi là luật pháp nữa. Cho nên người dân Do Thái họ quen với dân chủ rồi. Họ nói cái chuyện đó là cái chuyện lộng hành. Và vì thế họ đã kêu gọi tống xuất ông Netanyahu đi. Cho nên chưa bao giờ mà người ta thấy hàng triệu người Do Thái xuống Đến độ đó họ kéo ra các xa lộ đó quý vị, họ đi nghẹt đường luôn. Ngày hôm nay người đổ ra rồi ngân hàng không ai làm việc được, họ không có đi làm được. Rồi đình công khắp nơi trường học đóng cửa bởi vì các nhân viên giáo chức rồi tất cả các thành phần của đất nước trong đó lĩnh vực công, lĩnh vực tư đều xuống đường và họ biểu tình Natayahu. Cái vấn đề chính hiện nay chưa biết được cái tình hình này sẽ như thế nào. Netanyahu liệu rằng có chùn bước nhưng mà chưa hết đâu cái người do thái họ à, khi mà xuống đường biểu tình như vậy họ rất là bực bội họ muốn ông rời khỏi chính trường luôn bởi vì họ nói cái nguy hại ở đây đó đối đối với một chính phủ muốn không phải là sửa đổi hiến pháp thưa quý vị mà được quyền mà do đảng bầu ra mới ghê người dân do thái họ cảm thấy họ cái lá phiếu của họ không có nghĩa lý gì hết và đó là lý do họ xuống đường biểu tình ngày hôm nay. Và à, quay sang một cái bản tin nó nhẹ nhàng mà nó hơi vui vui thôi quý vị. Cái này nếu quý vị có Twitter đó quý vị coi chắc thấy tức rất, rất là tức cười. Đó là à, có một cái anh à, lái xe giao hàng của Amazon mà phía cảnh sát họ nói là họ chưa bao giờ họ thấy cái chuyện này. Đó là ngày 18 tây tháng 3 đó ở tại thành phố Raleigh của tiểu bang North Carolina. À, xảy ra một cái chuyện trong một cái khu khu đề sát cảnh sát đó mấy chục chiếc xe luôn mà luôn có luôn cả squat nữa họ đang bao vây một căn nhà uh, stand off uh, chắc là um, có một cái chuyện chắc ai đó trong nhà cố thủ với cảnh sát hay sao đó coi như là họ block đường hết rồi cảnh sát mấy chục chiếc đậu vòng vòng ở khu đó vậy mà không hiểu sao um, cái đoạn video đó do một cái người hàng xóm đứng tự ở trong nhà quay ra được thì tự dưng coi như là mấy chục chiếc xe trong cái khu đó không có ai đang vào hết vậy mà chẳng hiểu sao cái anh đã giao hàng Amazon á, ổng lái cái chiếc xe của ổng lạng lách sao mà ổng quẹo vô được thôi quý vị, ổng đậu cái kịch, bước xuống tay cầm cái gói hàng lẩn thẩn cứ đi mà còn đi tới ngay đúng cái căn nhà cảnh sát đang bao vây phía trước nữa, ổng <laughs> không có nhìn ai hết trơn á, cái hai bà cảnh sát mới nhào tới chặn ổng ổng chỉ chỉ căn nhà chắc là nói là tôi giao hàng tôi phải giao hàng không giao hàng tôi tôi mất việc cái cảnh sát mới giật cái gói hàng xong rồi đẩy ổng đi lúc đó ổng mới ngỡ ngàng ổng quay qua ổng dòm xung quanh cái thế là leo lên xe lái xe ẹt đi mất tiêu mà luôn cái... lách ra khỏi cả đoàn xe cảnh sát mà bây giờ đó cái người quay phim người ta nói là không biết cảnh sát phong tỏa khu vực làm sao mà đủ chỗ cho nguyên cái xe truck của amazon ổng lái vô được mà cái ông này nó không biết lúc đó ổng có đang suy nghĩ gì không coi như là cảnh sát đông dữ lắm nếu quý vị coi cái đoạn video đó là có squat thêm họ cầm súng họ đứng bên ngoài vậy mà ổng cứ đi bộ ổng đi ngang qua cảnh sát đi ngang qua hết luôn. Rồi cứ xong rồi trong cái đoạn video đó còn nghe được có mấy người cảnh sát nói chứ uh, trời ơi người ta đứng người ta chĩa súng mà ông này ổng đang muốn deliver package. Ừ. Và cái Đấy đoạn, tay gãy đầu đi chứ. Và cái đoạn video này đó <laughs> bây giờ tính đến sáng nay đó đang được share ở trên uh, 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 cái gì? Twitter đó tôi quý vị hơn uh, 8 triệu view rồi wow. và người ta đang nói là họ muốn truy tìm cái danh tính với anh này yeah. tại vì ý nói là giống như là làm việc mà có tâm quá đó là <laughs> tôi nghĩ là chắc cái đeo đang đeo headphone đó chắc rồi phải. nghe nhạc hay quá với lại họ thấy ổ cái chuyện mà cảnh sát chặn là cái chuyện của cảnh sát <laughs> còn anh đi đến cái nhà đó anh đâu có biết được cái nhà đang bị bao vây đâu thế cái chuyện anh đi đến nhà là cái chuyện đi đến nhà cho nên cái chuyện mà phải giao đúng đi theo thời khóa biểu làm việc họ không, không mất mất bất cứ một cái gói hết có tâm nhưng mà vô cùng nguy hiểm rủi do có chuyện gì vào đúng thời điểm đó súng nổ thì sao à, TikTok có nguy cơ bị dẹp khỏi nước Mỹ này hoặc là phải trao bán lại bởi vì trong ngày hôm nay ông uh, chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố biên phía hạ viện sẽ đưa ra một uh, dự luật để ép buộc TikTok phải bán lại cho một công ty để được sở hữu ở Hoa Kỳ này độc lập không bị ràng buộc bởi công ty mẹ là ByteDance của Trung Quốc. Ngay lập tức phía Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố phản bác mạnh mẽ. Họ nói rằng việc mà Hoa Kỳ xen lấn vào công việc làm làm ăn của một công ty tư nhân độc lập là không chấp nhận được và vì thế nhiều người quan tâm thứ nhất á chúng ta thấy là ông giám đốc của công ty tiktok mặc dù ông là quốc tịch singapore cũng có nhà ở mỹ này và có nhà ở los angeles bảy ngàn nhân viên tiktok trụ sở trung ương là ở los angeles nhưng mà đồng thời bởi vì TikTok được công ty ByteDance làm chủ, ByteDance thì ở Trung Quốc. Cái mối quan tâm hiện nay đó là trong phần đối chất điều trần hôm tuần qua đó, ông Men đã không trả lời được câu hỏi của các vị dân biểu Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng công ty TikTok có làm việc một cách độc lập được không? Mà quý vị biết cái chữ độc lập đối với Trung Quốc là không có. không hề có cái sự chuyện gì. Độc lập được cả. Anh hiện hữu là phải nằm dưới sự quản trị kiểm soát của nhà nước Trung Cộng. Mặc dù bây giờ chúng tôi có thể là chưa đụng tới hồ sơ này. Nhưng mà rồi tương lai thì tất cả các hồ sơ 150 triệu thành viên của TikTok ở Mỹ này đó là một cái nguồn quan trọng vô cùng về thông tin và có thể gây ảnh hưởng đến cả nước Mỹ trong tương lai. Vì thế không chấp nhận được bên phía hạ viện mà nhất là do đảng Cộng hòa chống Trung Quốc hiện nay nữa thì đó là uh, dẫn đến việc một là vậy, hai là họ không muốn TikTok có thể là sẽ phải đổi tên mà muốn đổi tên như vậy đó là không còn sở hữu chủ của Biden nữa phía Hoa Kỳ sẽ áp lực để TikTok buộc phải bán cho một công ty Mỹ. Còn nếu không là không còn hoạt động nữa. Ngay bây giờ thì các viên chức của chính phủ Hoa Kỳ không có được sử dụng TikTok nữa. Chúng tôi um, mỗi ngày thứ hai lại đón tiếp anh Anthony hậu chuyện với quý vị liên quan đến tài tránh để xem tình hình sắp tới như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo và tạm chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 cơ hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medical độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Mỗi thứ hai hàng tuần chúng ta lại đón tiếp ừ. anh Anthony từ FMG gửi đến quý vị các tin tức về đầu tư gửi lại chào anh Anthony ngày hôm dạ, nay. Chào anh, kính chào quý vị. Anh vừa vào anh đưa cho tôi một đống toàn là những cái ký hiệu của các cổ phiếu và lần lượt chúng tôi phải đi thật nhanh để gửi anh. Dạ, quý vị lấy viết ra sẵn. Lấy viết ra thật nhanh <laughs> quý vị nha. Hồi hồi tuần rồi anh có nói cái câu là thừa thừa nước đục thả câu đó. À. <laughs> trong thế trong trong thế giới mà đầu tư đó thì dạ. lúc nào cũng có cơ hội để mà đầu tư không cần biết cái sự kiện nào xảy ra đúng rồi lên à. xuống lúc nào nếu bạn biết á mà chịu khó thì nó yeah. tổng kiếm tiền được. Chẳng hạn như là cái, cái sự khủng hoảng của nhà băng khu vực đó, đó. À. thì bây giờ hồi tuần rồi đó là có một số rất tiền lớn cả tỷ từ dọn từ cái nhà băng nhỏ đến nhà băng lớn yeah. và trong đó là có 16 tỷ hơn đi qua bên uh, cho swap uh -huh. cho swap là một cái công ty công ty tài chính lớn mặc dù không phải là nhà băng nhưng có những cái tài khoản mà cũng được bảo đảm bởi yeah. FDIC mm. À, thì hội <laughs> cái, cái công ty cho swap này Anthony có có giới thiệu cái chừng vài tháng rồi lúc đó cái chừng 7 triệu đồng bây giờ 54 đồng nhưng mà bây giờ nên mua lại là tại vì sao trong nội bộ đã đã bỏ ra 6 tỷ rưỡi mm. để mua thêm cái cổ phiếu Đấy, mấy mấy ông CEO là thay thay phiên nhau mà đi mua thêm yeah. Yeah. Um, rồi nói nói về mà uh, chuyển từ cái nhà băng nhỏ qua nhà băng lớn ừ. bây giờ có một cái sự kiện nó gọi là deglobalization globalization đó, là uh, từ là cái Hồi ý... toàn cầu hóa đó. dạ, dạ. dạ. có, có nhiều công ty hóa. đó là đã dọn khỏi ra hẳn nga với tàu mang những kinh doanh đó vào việt nam với mỹ tây cơ yeah. với uh, uh, ireland chẳng hạn như là Cuối tháng vừa rồi đó là Tesla công bố là sẽ xây cái nhà máy để để sản xuất xe điện ở bên Monterey, New Mexico, I miền mean Mexico, chúng Mexico luôn. Dạ, vâng. Thì một công ty sẽ hưởng được quyền lợi về công bố này là công ty là nó gọi là Grupo Aeroportuario del Pacifico, cái ký hiệu là PAC. Công ty này sở hữu sân bay của Mỹ. Thì đơn giản là anh cần dùng cái sân bay đó là thu nhập đó là, là là thâu vào rất là nhiều bởi vì các hoạt động lên xuống và bảo trì máy bay tại đây sẽ giúp cho cái tiền giả, đúng. lợi nhuận tăng cao. Yeah, đúng, đúng. Có lúc lên 200 bây giờ là 184 yeah. rồi thưa quý vị. Yeah. Rồi khi mà anh hiện tại bây giờ là tiền lời đang lên cao. Dạ. Yeah. Inflation nữa. Có một công ty là không có bị ảnh hưởng về inflation, không có bị ảnh hưởng về tăng trưởng interest là công ty uh, Las Vegas Sands LVS anh biết hiện tại bây giờ cái cái hotel bên Las Vegas Sands á anh không kiếm được bàn để mà anh ngồi chơi blackjack cái gì mà không, không phải là bàn 5 đồng mà bàn 50, bàn 100. Basically là anh không <laughs> anh không có kiếm được bàn để anh ngồi. Biết anh... đông dữ vậy. Dạ. Yeah, anh cứ nghĩ cái đó là Las Vegas đó mà Las Vegas nó còn ở bên Macau nữa mà bây giờ tàu sắp sửa mở ra. Đó thì à. thì mình thấy cái cơ hội mà LVS này sẽ Tăng, tăng trưởng tốt. Dạ trong trong năm nay đó là ba. Trong là, năm nay là dạ. thấy là là lên và trong năm tới nữa có lúc lên được 61 đồng, bây giờ là 54 đồng. Dạ. Rồi nhiều à, cơ hội Anthony cũng 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 có uh, chia sẻ những cái mà oil tanker tức là những cái tàu mà chuyên chở vận chuyển những cái khí uh, hóa lỏng đó. Uh, liquid natural natural gas. Ừ. Một công ty chẳng hạn như là uh, Scorpio tanker STNG nó no, SCNG là uh, uh, chuyên môn môn vận, uh, vận chuyển vận uh, chuyển natural gas yeah. uh, hồi tháng 6 hồi năm ngoái Anthony có giới thiệu lên lúc đó 37 đồng bây giờ 54 đồng một công ty cũng giống như là uh, Stan, uh, Scorpio Tanker là uh, Flex LNG FLNG nha yeah. Cũng tháng 10 Anthony giới thiệu là lúc đó 31 đồng bây giờ vẫn là như vậy nhưng mà có cái tiềm năng tại vì cái nhu cầu của LNG rất là cần ở bên châu Âu Hôm nay thấy uh, những cái cổ phiếu anh đưa ra nó đều tăng hết trơn rồi Nè yeah. <laughs> Từ lúc mà thấp nhất 23 đồng và lúc cao nhất 38, ví dụ như là Flex đó, Đã yeah. lên được 32 đồng 27 rồi yeah. Yeah. Với lại hồi tuần rồi thì Anthony cũng giới thiệu công ty mà Acc Accelerated uh, Energy ừ. uh, Cũng uh, vận chuyển về LNG đó yeah. Và um, có một số tiền mà dọn ra từ nhà băng để mà đầu tư qua vàng với lại bạc. Dạ. Yeah. Nếu mà đầu tư vàng với bạc thì anh nên đầu tư những cái công ty mà đang đào vàng hay đang đào mm. đào bạc. Uh, công ty đào vàng là SSRM là tên là gì? Đó, SS... SSR Mining King, Inc. Yeah. <laughs> từ uh, 12 đồng 78 bây giờ là 14 nhưng mà lúc lên tới 24. Đây đang có operation là từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ rồi bên châu Âu. Ừ, nhiều giá. cơ hội. Dạ. Rồi uh, nói về bạc bây giờ rất nhiều người đầu nhảy vào mua bạc. Uh, Silver Corporation Metal SVM giá cái chữ bốn đồng nhưng mà uh, có những cái hoạt động như mình nói bên Bắc Mỹ, Nam Mỹ, bên Europe, bên bên châu Âu với châu Á. Giá được xem là mềm. <cười> <cười> lúc này rồi Em um, biết cái nhu cầu năng lượng lúc nào cũng đang tăng trưởng hết nhất là về dầu thô. Đấy. Đấy. Dầu thô thì lên xuống như thế nào không động. Hiện tại bây giờ đó là cảnh. cái oil demand nó bắt đầu tăng trưởng nó nó có thể nó lên là 103 uh, triệu barrel per day. Cái lý do đó không phải là xăng. Xăng chỉ là một phần nhỏ của việc khai thác dầu thôi. Dạ đúng. Chứ còn phần lớn là vải, nhiều thứ chúng ta sử dụng hàng ngày laptop dạ, nó đến từ dầu hỏa một hết. công ty mà Anthony đã chia sẻ hồi uh, hồi tháng 3 năm ngoái là yeah. uh, African Oil Corporation AOLFF uhm. lúc đó cái chừng dưới hai đồng bây giờ trên hai đồng. Uh, một công ty họ sở hữu uh, 10 tỷ barrel uh, của dầu wow. và được công nhận là trên trên cái thị trường oil đó là một trong những công ty mà rất là ethical tức là có đạo đức nhất. <laughs> trong, 2023 sản xuất giàu mà có đạo đức tức là họ sản xuất nhưng mà họ cũng quan tâm tới vấn đề môi sinh ở, 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 nước, ở nước Guinea à, dạ, yeah, vâng. Yeah. Guinea dạ. Yeah. Ừ. Uh, giá Phi. cái chừng 8 đồng nhưng những cái ý kiến ngày hôm nay Anthony ừ. chia sẻ đó là có cái tiềm năng là cái chừng trong năm nay thường thường Anthony chia sẻ những ý kiến mà nói là 3 đến 5 năm nhưng mà những cái nhìn oh, cái... nãy giờ mình nói là trong vòng năm nay là bắt đầu nó tăng 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 dần dần lên đó trong có thể nói là ba quý tới đó oh. <laughs> yeah. đó là thì uh, uh, mình xong hết trơn, mình có đủ hết trơn rồi đó <laughs> mình còn accelerate energy nè yeah. Yeah. rồi uh, yeah. oh, không một công ty là FECCF nhé -E yeah. cũng về uh, Fonterra uh, energy dạ, đúng rồi rồi mình uh, cover về gold nhé cover về silver nhé um, cover inflation hả? Ồ, nhiều lắm ngân vậy? hàng <laughs> uh, các dịch vụ mà trao đổi tiền tệ giữ tiền vân vân rồi Accelerate Energy cũng là một trong những công ty về năng lượng dầu hỏa, rồi. năng lượng nói và... chung là cái 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 dữ liệu dữ liệu của cái này chánh là cho cho mình biết là cái cái kinh tế cái thị trường chứng khoán vẫn còn lành mạnh chứ không có bị khủng hoảng tại vì khi mà cái cái định nghĩa khủng hoảng là anh phải có hai quý liên tục cái GDP ừ. phải dưới 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 hàng âm đó. Yeah. không. Nhưng mà cái GDP hồi hồi quý vừa rồi đó là hình như là 33.2. Wow nha. Yeah. Rồi cái GDP này... mà tăng 3 trăm nữa, còn nóng quá. <laughs> quý vị thấy không cái nỗ lực của ông Fed á, Jerome Powell đó, là kiềm chế lạm phát bởi vì tăng trưởng kinh tế mạnh quá nó cũng dẫn tới lạm phát ừ. tức là anh và tôi chúng ta người tiêu thụ vẫn tiếp tục tiêu xài mua sắm người mỹ vẫn tiêu sống mạnh quá có an việc làm chúng tôi mới ghi nhận được california các tuộc quận ở california vẫn tiếp tục thăng tiến trong ăn việc làm nữa thế mà có việc làm có tiền mua xe mọi thứ cho nên cái khổ đó người mỹ họ tiêu xài thì làm nóng kinh tế nóng kinh tế là ông phải tăng lãi suất, tăng ừ. lãi suất thì kéo cái trì trệ thị trường. Inflation and interest rate mình có bạn bè vừa mới đi về kê trên này đi bên châu Á châu Âu. Và người ta nói mùa hè này người các hãng hàng không vẫn tiếp tục bán mạnh, cho nên mình nghe đến suy thoái thực sự thì theo anh cái suy thoái này nó hơi trì trệ những cái tiền chúng ta đầu tư trong thời gian qua, nhưng rồi về lâu về dài dạ, yeah. À, um, thì uh, như mình nói đó khi bị suy thoái anh phải có hai cái cái quý liên tục mà cái GDP đúng rồi, anh, bị um, tụt giảm yeah. rồi mà uh, mỗi một quý mà cứ 2 chấm ba chấm như vậy mạnh nó quá nền yeah. kinh tế Mỹ vẫn còn tăng tế như thường à, cho nên uh, hy vọng những uh, con số này đưa ra để quý vị cảm thấy an lòng hơn bởi vì trong thời gian qua mình thấy nó lên xuống do ảnh hưởng ngân hàng thôi à. Dạ thưa đúng. Nó làm dạ. ảnh hưởng đến tâm lý người đầu tư. Cảm ơn anh rất nhiều. Công ty S à... MG vẫn tiếp tục phải thuê mướn nhân viên. quý vị nào chịu khó, quý vị đang tìm việc làm nó cũng ok làm việc văn phòng nhiều hơn, liên lạc với số điện thoại này, anh rất cần thư ký, nam nữ gì cũng không sao hết. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khách thính giả. Hẹn gặp lại quý vị chiều nay với phần tin tức nổi bật quý vị nhé.